Rồi hello. Trại Bồ Giống Tiền Giang xin trân trọng chào cô chú anh chị nha. Hôm nay là ngày 17 tháng 4 cô chú anh chị. Thì em cũng mới về một lô bò mới đây. Thì bò thì trong trại lúc nào cũng mấy chục con, nhưng mà không phải là báo bò mới là bò mới hết nha. Thì bò mới thì cũng một mớ về mớ bò mới, là cũng mới bò cũ chứ không phải là bán một cái một rồi đâu mà bán một cái một mà hết luôn. Nguyên trại mấy chục con vậy, bò có bò mới là không không phải nha. Báo làm sao em báo cũng cho nó chính xác, cho nó rõ một chút, đó là bò mới nhưng mà cũng một số mới còn một số cũ. Thì trước khi vào video thì em chúng sẽ như mọi khi, xin cô chú anh chị nào nếu chưa có đăng ký kênh của em á thì nhớ nhấn vào cái chữ đăng ký kênh, bấm vào cái biểu tượng cái chuông. Để khi nào em có đăng clip lên đó, sẽ nhà mạng sẽ thông báo cho cô chú anh chị xem nha, để biết giá cả em bán như thế nào. Nếu thấy ok, hợp lý, hợp lệ thì ủng hộ em nha. Trại em ở ấp Phú Khương C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thì cô chú anh chị sẽ xem hết clip đi, rồi khúc hết clip em sẽ báo giá từng con nha. Khúc sau em sẽ báo từng con, bây giờ em giới thiệu rồi. Em sẽ đăng em gắn mấy cái clip mà em giao bò rồi để bắt đầu em sẽ báo giá nha. Xem hết clip rồi em sẽ báo giá từng con hết ở đây cho cô chú anh chị xem nha. Rồi chúng ta bắt đầu vào video thôi. Nay là ngày 13 tháng 4 nha. Giao cái lô bò này 7 con nha. 7 con được. Rồi thì mọi gì cô chú nào cần xài bò vú béo gì alo em nha. Trại em ở ấp Phú Hương C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha. 7 con giao trong tỉnh. Tiếp tục luôn nha. Đây là ngày 13 tháng 4 luôn. Giao hai con bò này, hai con đực này ở trong tỉnh nha. Rồi cô chú anh chị nào cần giờ bò cứ liên hệ em nha. Số điện thoại em để trên màn hình. Tiếp tục nha. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 nha. Em giao cặp này con ba b nè đó, con ba b đẹp kia, con kem con ba b giao trong tỉnh nha. Đó, nay là ngày 14 tháng tháng 4. Thì tại em ở ấp Phú Khương C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha. Số điện thoại em để dưới màn hình nha. Hello, trại bò giống Tiền Giang xin trân trọng chào cô chú anh chị nha. Đó, hôm nay là em có về lô bò mới luôn nha. Đó, thì ở đây mới có cũ có cô chú anh chị, thì đâu có phải bò lúc nào bán một cái cũng sạch chuồng được đâu, cho nên em cũng mới về nè. Xe nó còn thì dung cũng về được một mớ bò mới, ở đây cũng còn mớ bò cũ nha. Đó thì cô chú anh chị nào cần cứ alo em nha. Trại em ở ấp Phú Khương C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Đó, số điện thoại 0378 224 523. Bắt đầu em sẽ giới thiệu luôn nha, không làm mất thời gian cô chú anh chị. Đây em giới thiệu trước cái lô 4 con 3B này nha. Đó, con đầu tiên nè. Đó, con đầu tiên. Con này thì nó cũng 6 tháng mấy bò nha cô chú anh chị. Cao cũng mét 05, 06 bò. Đó, bò cũng lớn bò nha. Đó, rồi con thứ hai nè. Đó, con này cũng mét 05, 06 bò luôn. Rồi, 6 tháng, hơn 6 tháng bò. Đó, lưng dai. Đó, bò cũng đẹp lắm. Rồi cái cặp này chỉ có 25 triệu thôi nha cô chú anh chị, 12 triệu 500 ngàn một con. Đó, 12 triệu 500 ngàn một con nha. Rồi kế bên đây là em có cặp 3B 7 tháng, 7 tháng có hơn nha. Cặp này đẹp bò nè, lớn bò, cao gần mét mốt bò nha. Đó, lưng dai nè. Con này thì hơi yếu mét mốt chút, cái mập lắm, còn con này thì dư mét mốt. Lưng dai cũng mập, lông hơi to một chút xíu. Chân móng ngon lành ha, ít khuôn mập. Rồi đây, rồi cặp này của mình là giá của nó là 14 triệu 500 ngàn một con nha. Đó, 14 triệu 500. Rồi em tiếp tục qua cái lô đực kem bên đây nha. Đó, giới thiệu từ trên này giới thiệu xuống luôn đi. Ở dưới là giá 12 triệu rưỡi con, 7 con đầu dưới, ở trên đây 4 con nha. Cái này đây con đầu tiên nè. 4 con này thì nó cũng 7 tháng, 7 tháng có hơn. Cao mét mốt bò hết nha cô chú anh chị. Lưng dai nè.
cứ lạng 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 hoài, dí theo cái lưng mà nó lạng, lưng dai đôi mập lù nha. Đó, con đầu tiên. Rồi, con thứ hai luôn, con thứ hai con kem trắng tinh luôn nha. Đầu trụi lũi. Đó. Lưng dai nè. Đó. Đẹp bò ghê không? Đó, mấy con này thì nó cao mét mốt có hơn cô chú anh chị. Đó, 7 tháng có hơn 7 tháng. Tháng có hơn nha, bò chân móng hoàn thiện hết. Đó, đầu cổ đầu trụi lũi đẹp bò ha. Rồi kế bên đây nữa là con kem luôn nha, đít nè, đít mập hết nói ha. Đó, đít mập lưng dài nè. Lưng dài đít tôi khỏi nói bàn rồi. Rồi kế bên đây nữa, con thứ tư này là con hà mã chứ con bò gì. Đấy, con này mập dữ lắm mà nó cái chiều cao của nó thì nó khoảng 1m05 bò thôi, 1m04 1m05 bò, có cái lỡ mập lắm. Lưng dài này hết nói luôn ha, khỏi bàn. Con này là hình lo nó là nhìn là khỏi chê luôn, nó hơi lùn thôi nhưng mà có một cái tại vì không phải gọi là lùn, tại con bò này nó đẹp bò mà nó còn nhỏ tháng cô chú anh chị, nó cũng 6 tháng, hơn 6 tháng, còn mấy con kia 7-8 tháng rồi. Nhưng mà con này nó tháng nhưng mà nó mập bò thì cái giá nó bằng nhau với ba con kia, là bốn con này giá nó 14 triệu một con nha. Đó, 14 triệu một con, bốn con này, bốn con đầu tiên ở trên đầu chuồng nha. Đó, là bốn con này giá là 14 triệu thôi. Rồi cô chú anh chị nào cần cứ alo trực tiếp với em nha, tại ở ấp Phú Hương Xê, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Rồi kế tiếp nữa là một cặp kem nha. Rồi mấy con này thì cao cũng 1m06 1m07 bò cô chú anh chị. Đây lưng dây nè, nó đầu này. Rồi kéo bên đây nữa là con kem đít khu mập lông hơi to to nha, lông hơi to to. Rồi lưng dai nè, lưng dai siêu sóc to đùng luôn. Đó, con này thì tầm 9-10 tháng rụng lông bớt nha cô chú anh chị, con cái nó mập dữ lắm. Rồi à, cặp này giá hai con này con mỗi con là giá là 13.500.000 một con nha. Đó, 13.500 một con nha. Rồi kế bên đây là em có 7 con liên tiếp bắt đầu từ con này nha. Rồi 7 con liên tiếp luôn chung một giá nè. Con đầu tiên nha, thì mấy con này nó cũng cao 1m03 bò chứ 1m03 1m04 bò. Rồi con thứ hai luôn nha, con thứ hai con sáu. Con này hình cũng dữ dội lắm á, mấy con này thì nói chung là lông nó cũng hơi to to chút xíu nhưng mà lớn lớn tháng là nó sẽ rụng nha cô chú anh chị, nuôi mập lên là nó sẽ rụng rồi. Con này thì 9-10 tháng nó rụng bớt. Rồi kế tiếp luôn. Đó, con thứ ba nha. Con thứ ba cũng là con kem xám luôn. Con thứ ba con kem xám luôn. Rồi con thứ tư luôn. Con thứ tư nha. Rồi con thứ năm luôn.
con số 6 luôn. Con số 6 nha, con số 7 nha. Ê, ê. Ê. Rồi 7 con này. 7 con này chung giá 12 triệu 500 ngàn một con nha. Rồi cô chú anh chị nào cần gửi alo em nha, tại của em ở ấp Phú Cương C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha. Đó. 7 con, 7 con cuối là giá là 12 triệu 500 một con. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha. Ở đây em có con mới được lỡ bên đây. Đó, thì cô chú anh chị nào cần xài được lỡ cứ alo em nha. Đó. Có cần xài được mua được lỡ gì thì alo em sẽ quay phim cho coi. Đó. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha.